hướng dẫn đăng ký tài khoản Yimani. Tại màn hình đăng nhập, các bạn hãy nhấn chọn tạo tài khoản, nhấn đồng ý tất cả và chọn tiếp tục. Tại đây, các bạn hãy nhập địa chỉ email của mình và mật khẩu cần tạo. Nhập đầy đủ họ tên không giống như trên hộ chiếu. Hãy chọn quốc tịch là Việt Nam và nhập số điện thoại đang sử dụng. Sau khi đã nhập các thông tin xong, thì sẽ có email xác minh được gửi đến hộp thư của bạn. Hãy kiểm tra và ấn xác nhận để hoàn tất xác minh địa chỉ email. Hãy trở lại màn hình đăng nhập trên ứng dụng Yimani và nhập email cùng mật khẩu đã đăng ký. Bước đầu khi đăng nhập thành công, các bạn sẽ được yêu cầu tạo mã PIN giao dịch 6 số. Phần tiếp theo là cập nhật thông tin cá nhân vào tài khoản. Hãy chọn quốc tịch Việt Nam, còn nếu bạn đã đổi quốc tịch thì hãy chọn Hàn Quốc. Các bạn có thể chọn thẻ cư trú người nước ngoài nếu còn hạn visa hoặc hộ chiếu. Bước này các bạn nhập thông tin được hiển thị trên giấy tờ cá nhân của mình, bao gồm số hộ chiếu hoặc số thẻ cư trú người nước ngoài, họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp và mục đích tạo tài khoản. Sau đó hãy ấn tiếp tục sang mục xác minh số điện thoại. Các bạn hãy nhập số điện thoại của mình và yêu cầu mã xác minh. Sau đó nhập mã xác minh vào ứng dụng và nhấn xác nhận. Phần tiếp theo là cập nhật ảnh hộ chiếu hoặc thẻ cư trú người nước ngoài bằng cách chụp ảnh trực tiếp tại ứng dụng. Đầu tiên là một ảnh chụp trang thông tin hộ chiếu hoặc mặt trước và mặt sau thẻ cư trú người nước ngoài. Ảnh thứ hai là một tấm ảnh chụp selfie gương mặt mình với giấy tờ cá nhân trên. Như vậy là đã hoàn thành xong các bước đăng ký tạo tài khoản Yimani rồi. Tất cả thông tin sẽ được kiểm tra và xét duyệt. Nếu có thông tin gì sai về hình ảnh, nhân viên sẽ liên hệ lại với các bạn ngay sau đó. Thật dễ dàng phải không? Hãy đăng ký ngay tài khoản Yimani để tận hưởng nhiều tiện ích khác.